Hơn 10 ngày vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn người dân trên địa bàn một số huyện thuộc thành phố Hà Nội. Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân đã và đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai tích cực. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào vận động quyên góp để ủng hộ nhân dân nhu yếu phẩm thiết yếu, sát cánh chia sẻ với khó khăn của người dân vùng đang bị ngập lụt. Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nhiều thôn vẫn ngập sâu trong nước. Xuồng cứu nạn cứu hộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chương Mỹ hoạt động liên tục trong suốt 10 ngày qua. Từ đưa bà con đi cấp cứu, đến tiếp tế nhu yếu phẩm, nước sạch, hay đưa các đoàn vào tặng quà hỗ trợ nhân dân. Đến hôm nay là cũng gần 10 trường hợp rồi. Cấp cứu kể cả trẻ em từ 2-3 tháng tuổi. Các cháu nó đang đêm nó sốt cao, phải đưa lên trên cạn để đi cấp cứu kịp thời. Các người già, trẻ em người già là hai cái đối tượng được ưu tiên nhất. Mọi cái là phục vụ nhân dân tốt nhất, với tinh thần nhanh nhất. Trong những ngày này, nghĩa tình đồng bào càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Người đàn ông này đã cùng nhân viên gom vội 50 thùng mì và bột canh để kịp cứu trợ bà con vùng lũ. Và qua việc cái này thì mình cũng muốn lan tỏa tới các bạn nhân sự công ty nói riêng và tới cộng đồng các doanh nghiệp trẻ nói chung. Đó là chúng ta kinh doanh nhưng mà vẫn có một phần nào đó đóng góp cho xã hội và lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Những đóng góp dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người Việt Nam, khẳng định giá trị của câu nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngay sau khi nước lũ thì chúng tôi tập trung để di dời dân cũng như là di chuyển các cái tài sản vật nuôi của dân lên cái vùng cao. Thế còn đối với đời sống nhân dân thì chúng tôi đáp ứng các cái nhu yếu phẩm cần thiết yếu nhất như là nước cũng như là một số các cái thực phẩm thiết yếu và một số các cái vật dụng khác như là thuốc cho bà con. Còn đây là huyện Quốc Oai, một số khu vực nước đã bắt đầu rút. Ngay khi nước rút, cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện đã khẩn trương đi từng ngõ, gõ từng nhà để cấp phát thuốc, tiêu độc khử khuẩn, tránh dịch bệnh bùng phát sau lũ lụt. Hiện nay thì Ủy ban huyện cũng đã tập trung chỉ đạo toàn bộ các cái lực lượng của huyện, thế rồi của xã, thế và người dân ở tại các cái điểm ngập lụt thì cũng đã thu dọn vệ sinh môi trường, rác thải, phế thải, bùn đất, thế và xác động vật. Thế và chúng tôi cũng đã tập trung phun khử trùng tiêu độc toàn bộ các cái khu vực mà mấy ngày trước ngập lụt mà hôm nay đã rút xuống. Nghĩa đồng bào đã lan tỏa khắp nơi khi các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức giúp đỡ những người dân vùng lũ. Những hành động này truyền tải tình yêu thương, sự đoàn kết và sự chia sẻ đùm bọc. Nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời này, bà con vùng ngập lụt sẽ có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.